Tối ngày 27 tháng 5, đại diện chính quyền thành phố Di An, Bình Dương cho biết, người đàn ông mặc y phục giống nhà sư đứng chặn đầu đập vỡ kính xe tải gây xôn xao dư luận, tên là Quân, 41 tuổi. Xin chào quý vị và khán giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Những thông tin mới nhất do chúng tôi vừa mới cập nhật được sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Bất ngờ nhân thân người mặc y phục giống nhà sư đập vỡ kính xe tải ở Bình Dương. Người phụ đâm chết đồng nghiệp sau câu nói lớn rồi mà ăn uống đôi thôi. Trời Lan bất ngờ người đi xe máy bị ô tô quẹt trúng. Triệt phá đường dây ma túy do nữ quái cầm đầu ở Đà Lạt. Bất ngờ, nhân thân người mặc y phục giống nhà sư đập vỡ kính xe tải ở Bình Dương. Tối ngày 27 tháng 5, đại diện chính quyền thành phố Di An, Bình Dương cho biết, người đàn ông mặc y phục giống nhà sư đứng chặn đầu đập vỡ kính xe tải gây xôn xao dư luận, tên là Quân, 41 tuổi. Ông Quân bỏ nhà ra đi lang thang và thực hiện hành vi trên tại đường Bùi Thị Xuân, phường Tân Bình, thành phố Di An, Bình Dương. Cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đã liên hệ với người nhà của ông Quân ở Phú Yên, đề nghị vào Bình Dương để phối hợp giải quyết. Sau khi xảy ra vụ việc, công an địa phương đã phối hợp với các đơn vị đưa ông Quân đi kiểm tra ma túy theo trình tự thủ tục và có kết quả là âm tính. Quá trình xác minh tiếp theo, cơ quan chức năng xác định ông Quân mắc bệnh liên quan đến thần kinh. Trước khi đập vỡ kính xe tải thì ông Quân có hành vi tương tự đối với hai ô tô khác cùng thời điểm, song tài xế rời khỏi hiện trường không trình báo cơ quan chức năng. Đối với tài xế xe tải, sau khi bị chặn đường, đập vỡ kính chắn gió và đã trở về thông báo với chủ của xe và không đòi bồi thường vì nhận thức của ông Quân có vấn đề về bệnh thần kinh với các biểu hiện lạ tại thời điểm gây án. Về việc ông Quân thường mặc y phục giống nhà sư, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương khẳng định người này không phải là tu sĩ Phật giáo thuộc Giáo hội Phật giáo của tỉnh. Như đã đưa tin, sáng 27 tháng 5, mạng xã hội đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh chiếc xe tải bị một người đàn ông đầu trọc mặc y phục giống nhà sư, tay cầm gạch liên tục đập vỡ kính chắn gió. Người phụ đâm chết đồng nghiệp sau câu nói lớn rồi mà ăn uống lâu thôi. Ngày 27 tháng 5, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Mực, sinh năm 1995, 17 năm tù về tội giết người. Theo cáo trạng, Mực và Nguyễn Văn Bắc là bạn bè cùng hành nghề ngư ở trên một tàu đánh bắt. Vào khoảng 22 giờ ngày 26 tháng 3 2023, Mực và Bắc cùng với một số ngư phủ khác cũng đã đi uống rượu tại quán nhậu gần cảng thuộc xã Nam Du, thành phố Phú Quốc đến khoảng 24 giờ thì nghỉ. Sau đó Mực và Bắc đi ăn cháo ngay tại quán ở cầu cảng Nam Du. Khi ăn cháo thì Mực làm đồ cháo lên Bắc và nói, lớn rồi mà ăn uống lôi thôi. Sau đó Mực đi xuống tàu trước còn Bắc thì tiếp tục ăn. Lúc này Mực nhớ lại việc Bắc nói chuyện khó nghe lúc ăn cháo và chuyện trước đó mấy ngày nên bực tức. Mực đã lấy dao thái để ở trong túi quần rồi đi lên phía cầu cảng gọi điện thoại cho Bắc kêu xuống tàu để nói chuyện. Lúc nãy Bắc nói, mày muốn làm gì tao mà kêu xuống đây. Mực lấy dao bất ngờ lao tới đâm nhiều nhát vào người Bắc gây thương tích. Để thoát thân Bắc nhảy xuống biển trốn, còn Mực thì đứng ở trên cầu cảng tiếp tục chửi. Khi không nhìn thấy Bắc thì Mực xuống tàu lấy thêm một con dao nữa rồi tiếp tục đi vòng vòng quanh cầu để có thể tìm Bắc nhưng không thấy. Lúc sau, người dân gần đó phát hiện Bắc và đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong. Ngay sau khi gây án, Mực cầm hai cây dao đến công an của xã Nam Dù để đầu thú. Chuyển làn bất cẩn, người đi xe máy bị ô tô quẹt trúng. Sự việc diễn ra hôm 24 tháng 5 trên đường Nguyễn Đức Thuận, huyện Gia Lâm, Hà Nội, trùng với quốc lộ 5. Theo đó, người đàn ông đi xe máy đã chuyển qua hai làn đường mà không cẩn thận quan sát phía sau dù xe có đầy đủ gương cả hai bên. Sau khi tạt qua đầu xe có camera hành trình, đang chạy ở làn giữa, người này lập tức di chuyển sang làn ngoài cùng bên trái. Đúng lúc đó, chiếc xe SUV từ phía sau đi tới. Đoạn video nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng, một số bình luận đáng chú ý mà mọi người để lại. Bác đi xe máy có đủ hai gương, trước khi chuyển làn đã quay đầu sang trái để quan sát, nhưng như vậy cũng chỉ thấy được chiếc xe ở gần, không thấy xe chạy phía sau. Nếu kết hợp với quan sát gương thì an toàn hơn. Pha va quệt với ô tô ngay sau đó đã chứng minh việc này. Tình huống này đúng là kiểu điển hình của người đi xe máy. Nhiều người thậm chí bật xi nhan là chuyển hướng luôn, không cần biết bên cạnh và phía sau có xe hay không. Cứ như đèn xi nhan là bùa hộ mệnh vậy. Lúc không may xảy ra, thậm chí lại lý luận, tôi đã bật xi nhan rồi. Đi sau những người như vậy, rất sợ. Em đi xe máy cũng hiếm khi nhìn gương, nhưng khi rẽ hoặc chuyển hướng, bao giờ cũng ngoái cổ lại quan sát phía sau. Kể cả đường vắng em cũng ngoái đầu nhìn lại, vì nó đã thành thói quen rồi. Triệt phá đường dây ma túy do nữ quái cầm đầu ở Đà Lạt. Ngày 27 tháng 5,
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã bắt quả tang nhóm người có hành vi vận chuyển, tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Cơ quan chức năng cũng ra quyết định tạm giữ 4 người gồm Lỗ Thị Tình, 45 tuổi, Trương Thị Hiếu, 45 tuổi, Vũ Đình Phương, 32 tuổi, Vũ Tiến Đại, 34 tuổi. Điều tra ban đầu, lực lượng chức năng nhận thấy Tình có nhiều mối quan hệ với một số con nghiện ma túy ở thành phố Đà Lạt và nghi vấn có hoạt động mua bán ma túy. Người phụ nữ này thuê một số nam giới trẻ làm những công việc như chăm sóc cây cảnh, bán hoa, nhưng thực ra là giúp sức cho bà ta mua bán ma túy. Sau thời gian theo dõi, ngày 22 tháng 5, Công an tỉnh Lâm Đồng xác định Hiếu đang vận chuyển ma túy lên Lâm Đồng nên tổ chức theo dõi, mật phục. Sáng 23 tháng 5, lực lượng công an bắt quả tang Hiếu giao ma túy cho Tình tại một khách sạn trên đường Đồng Tâm, thành phố Đà Lạt. Cơ quan chức năng thu giữ gần một bánh ma túy dạng heroin, một gói ma túy tổng hợp dạng ketamine được ngụy trang hộp bánh ngọt, gần 500 triệu đồng tiền mặt và nhiều đồ vật tài liệu liên quan. Khám xét nhanh nơi ở của Tình, công an bắt giữ Phương, thu giữ 7 gói ma túy tổng hợp dạng đá, 7 gói ma túy dạng heroin và 26 viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc. Đây là số ma túy do nữ quái Tình cất giấu trong các xác để bán cho các con nghiện ở thành phố Đà Lạt. Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục bắt giữ Đại tại khu vực dốc số 7, Trại Mát, phường 11, thành phố Đà Lạt, thu giữ 30 gói ma túy dạng heroin. Đạt được xem là đầu mối mua ma túy của nữ quái 45 tuổi rồi bán lại kiếm lời. Bị cảnh sát giao thông xử lý vi phạm nồng độ cồn, tài xế bao biện mới sát khuẩn vòm họng. Chiều ngày 27 tháng 5, đội cảnh sát giao thông số 4, phòng cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội lập chốt xử lý vi phạm nồng độ cồn trên tuyến phố Bạch Mai, Thanh Nhàn thuộc quận Hai Bà Trưng. Theo ghi nhận, tại thời điểm tổ công tác đội 4 cảnh sát giao thông Hà Nội lập chốt kiểm tra, có nhiều tài xế tuân thủ nghiêm việc không sử dụng rượu bia khi lái xe. Tuy nhiên, lực lượng chức năng cũng phát hiện có không ít tài xế cố tình uống vài ly cho vui rồi vẫn điều khiển phương tiện giao thông. Đơn cử vào lúc 14 giờ 17 phút, tổ công tác phát hiện tài xế điều khiển xe mô tô mang biển kiểm soát 29E1 có dấu hiệu đã sử dụng rượu bia nên yêu cầu dừng phương tiện và đo nồng độ cồn. Qua kiểm tra, tài xế Hòa, sinh năm 1975, vi phạm ở mức 0,129mg trên lít khí thở. Với lỗi này, tài xế Hòa bị tổ công tác lập biên bản xử phạt hành chính 2-3 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 10 đến 12 tháng. Trình bày với tổ công tác, tài xế Hòa nói do bản thân bị ho nên mới đi khám và sát khuẩn vòm họng. Tôi vừa từ viện đi khám họng về. Trong quá trình khám, bác sĩ có sát khuẩn vòm họng, không biết có phải do sát khuẩn mà tôi vi phạm nồng độ cồn như vậy không? Tài xế Hòa phân trần. Tuy nhiên, sau khi làm việc với lực lượng chức năng, người đàn ông này thừa nhận vi phạm do vừa liên hoan cùng đồng nghiệp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức mới mỗi ngày.